6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và SEC đạt 936 triệu đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng khi hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA được tất cả các quốc gia thành viên EU phê chuẩn và có hiệu lực. Cũng mong muốn là qua cái hiệp định này là sẽ cái thông tin nó sẽ chia sẻ rất là nhiều, và nhiều công ty ngoài ra doanh nghiệp trẻ có thể kết nối lại được với quê hương và tìm những cái khả năng để phát triển và giúp đỡ cái thương hiệu Việt Nam, các công ty Việt Nam đến thị trường của Hoa Séc hoặc châu Âu. Mong có thể kết hợp được với đại sứ quán và với những người tổ chức đây để kết nối mình với doanh nghiệp ở Việt Nam và có thể có một cái buổi chia sẻ gặp trực tiếp để giao lưu về cách quá trình sản xuất này, về cái logistics vận chuyển tại sang Hoa Séc. Diễn đàn không chỉ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại SEC đề xuất các sáng kiến thúc đẩy thương mại, đầu tư, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch, mà còn là cơ hội để mỗi doanh nghiệp được nghe phổ biến về nội dung và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động và Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam mới được ban hành.